Đây là những cái hiện vật được anh Lê Quang Xuyên, một người dân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, ở khu kinh tế Trung Quốc đã nhọc công rất nhiều năm, bắt đầu cái hành trình đi góp nhặt những cái món hiện vật gắn chặt với cái vùng nông thôn từ năm 2007. Và đến nay thì trong tay của anh Xuyên hiện tại đã có thể lưu giữ khoảng hơn 2.000 cái hiện vật, đặc biệt là những cái món đồ mà có lẽ là chúng ta nhìn vào thì những ký ức xưa lại hiện về. Ví dụ như đây là cái dụng cụ của những người làm mộc ngày xưa, ai cũng nhớ là cái đây là cái con gì em quay gọi cái ống mực. Mọi người cũng biết cái nhớ cái ống mực không? Đấy, ngày xưa rất lâu rồi, bây giờ vẫn còn đấy, vẫn còn sử dụng được cái này. Cái này hồi xưa là ống mực dùng để đo căng căng đúng không? Kẻ chỉ đó, tàu để mà cưa cho nó chính xác. Anh có thể giới thiệu trong cái trưng bày của mình nè, những cái món đồ ví dụ như vậy, ống mực rồi còn cái gì nữa, những cái món đồ ví dụ như là vỏ câu nè của người đi biển đúng không? Rồi còn cái đây là những cái để đăng thúng, cái này á, cái này để đăng thúng, đăng lặn, đăng mũi nè. Cái này là cái rai bột bánh mì, cái rai bột bánh mì ví dụ như là đôi thùng gánh nước này, khuôn bánh xèo hồi xưa ăn cái coi như là no luôn á. Lúc nãy anh Xuyên có giới thiệu một cái món mà rất là đặc biệt. Mọi người ngày nay thì mình mỗi lần ở bưng quả này có một cái bưng quả rất là đẹp, rất là xinh. Tuy nhiên thì cuộc sống kiếm giới thiệu cho mọi người là cái quả cưới ngày xưa của ông bà từ rất là xưa. Anh Xuyên, cái này là bao nhiêu năm rồi nè? Cái này thì nói đúng ra thì hơn 100 năm đó. Hơn 100 năm rồi. Anh còn lưu giữ lại được được cái này là chuột thì nó đã cán rồi. Nhưng mà mình cũng may cái này là có quả mọi người. Quả bưng quả ngày xưa sinh lễ đó. Hồi xưa mà cưới rồi đi nói đi hỏi là dùng có quả này, và thậm chí là không có phải mượn đó, và thậm chí là lúc đó là những quả này cũng hiếm, không phải ở nhà nào cũng có đâu, phải đi mượn với nhau đây. Đấy, mình hồi xưa thì ngày nay thì dùng cái quả rất là xịn, rất là đẹp, nhưng mà giờ kiếm một cái quả mà của ông bà ngày xưa được đan cũng rất là tỉ mỉ, do là cũng khá lâu rồi cho nên là cũng đã bị hư, nhưng anh Xuyên vẫn lưu giữ gìn giữ lại. Kèm vào đó là cái mâm. Cái mâm đường lễ vậy. Đây mọi người, đây là cái mâm đan cũng rất đẹp hè, đan bằng cái đan bằng may đúng không? May luôn, bằng may công phu. Mà nhà xưa là nhà giàu mới dùng cái mâm này đó. Nhà có điều kiện đó, chứ không phải nhà nghèo thì chỉ có dùng cái mâm gỗ thôi. Chứ không phải dở đâu. Đây là của những người nào mà thậm chí có tiền, nhà khá giả đó. Khá giả mới dùng mâm này để mà bưng sinh lễ tới nhà trai nhà gái. Đúng rồi. Rồi còn ở đây là cái đậu bầu gánh mắm thì bây giờ thì mọi người chắc không thấy nữa đâu. Cũng may mắn ra cái khu hiện vật của anh Xuyên mới thấy những cái món mà nó gắn chặt với cái nông thôn quê mình. Đấy, còn đây là cái đây là dùng để đốt bánh xèo hả anh? Cái này hả? Cái gấu nó bánh trắng được dùng bằng cái trái bồng, trái bồng hay là gấu dừa. Khi mà trà nó ra rồi là nó mỏng, cái bụng nó mỏng dày rồi nè. Nó lủng rồi mà anh mới lượm về. Rồi đây là cái gạo mốt nước, bà con ở vùng xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cũng rất là năng động luôn. Gạo mốt nước không phải đơn thuần, ở đây là từ bằng vỏ đạn nè, bom mìn của Mỹ để lại, đó là bà con mình sử dụng và chế tác lại thành cái gạo mốt nước. Đó, rất là nhiều món. Đây đỏ, đây là vỏ đựng cá đó, đựng cá. Đây là đựng mồi đi câu. Rất lâu rồi. Với anh Xuyên thì rằng là rất là trăn trở trong cái chuyện là gìn giữ lại những cái hiện vật của thôn quê. Khi mà quá trình đô thị hóa cũng như là các dự án đầu tư về nông thôn thì rất nhiều người dân ở vùng nông thôn sẵn sàng để nhường đất để mà phục vụ cho quá trình phát triển công nghiệp của địa phương. Thì cùng trong cái hành trình mà di dời đi đó thì rất nhiều cái hiện vật để lại, và chính anh là những người rất ít cắt công để mà gom nhặt lại những cái món này và đưa về nhà mình chắc rất là nhiều luôn, và coi đó như là một cái cổ vật. Đây, ngoài ra thì cũng có rất nhiều món đồ mà anh siêu tầm. Đây là ông Bình Vôi. Ông Bình Vôi nói là Triều Nguyễn là nó cây này nó bể rồi. Vỡ, cũng có những cái lần cái này là mình tìm mà đâu được anh Xuyên? Đầu dưới đất được cái thằng đó một đầu dưới đất. Anh đi đầu đi mò, anh đầu mà mò được đó. Có những cái còn nguyên này nhiều cái này thì nó cũng còn nguyên đó. Đây gọi là bùn vôi Quảng Đức.
mà ở Quảng Đức, Phú Yên á. Anh Xuyên nói rằng là trong những hiện vật mà anh lưu giữ đây, ngoài các cái món đồ quê này thì những hiện vật anh thích nhất là cái những cái bình vôi. Ông bình vôi. Ông bà. Ông bình vôi ạ. Cái ông người ta gọi là ông bình vôi, ở quê mình gọi là ông bình vôi. Những hiện vật dù là mẻ, bể từng xí nhưng anh vẫn góp nhặt lại. Mình vỡ của tàu đám ngoài cỏ Hồ Hương. Nó có một cái rất là hay nữa trong cái cái khu vực này là cái KOS, cái bình đông này, cái bình đông. Bình đông bây giờ kiếm không ra nữa anh Xuyên. Bình đông mua bao nhiêu kế đó. Rồi giờ kiếm không ra nữa. Ê có đó, mua bao nhiêu kế đó. Ngày xưa chăn bò hay sử dụng cái này. Cái KOS. Bên đông kia thì bình thường đâu, bên đông kia bình thường là bên đông nhựa đây. Đồng ý đâu. Ngay cả cái căn nè, cái căn tạ đó bây giờ kiếm được ra. Máy tính hồi xưa. Ủa? Cái đó là cái máy tính ngày xưa anh. Máy tính hồi xưa là... tính kiểu gì anh biết tính không? Đó. Anh đi chỗ đó tính cái bánh đá má đó. Cái toán, có sợ đó. Cái đó cũng có cái người biết đó. Dạ. Cái người biết tính đó. Đây là cái mà có lẽ là thế hệ trẻ bây giờ là ít biết tới, thậm chí là chưa biết tới là cái này là cái gì luôn. Cuộc sống gì kỳ giới thiệu cho mọi người, đây là cái ách. Ông bà xưa của mình làm nông thì đây gọi là cái ách để mà cày bừa. Cái này là sẽ phân chia ra hai đầu. Bên này là một con bò bên trái, một con bò bên phải, hai con. Hoặc là con trâu. Là sử dụng cái này để mà cày nè, để mà bừa nè. Đấy. Đây là gọi là cái ách. Đấy. Đây là cái lưỡi cày. Lưỡi cày, đây là cái cày ngày xưa mà bằng gỗ. Ông bà mình chế tác ra là bằng tre nè. Đấy. Và sử dụng một cái lưỡi để mà cài là bằng sắt thôi. Và đây là cái bừa rất là đẹp. Đây là cái dùng hay gọi là cái trạc. Rất là đẹp luôn. Giữa lúc mà đô thị hóa ngày càng lắng sâu vào các miền thôn quê thì có những người như anh Xuyên lưu giữ lại những cái ký ức này cho các thế hệ trẻ sau này biết tới là cũng một cái vấn đề mà rất là giá trị về mặt văn hóa. Nếu như không có anh giữ lại thì không biết rằng là clip trẻ của mình đó thì cũng sẽ không nắm được những câu chuyện ngày xưa của ông bà về chuyện làm nông nghiệp đó làm sao. Đây là cái hồi xưa ông mình là cái bịch bò là cái gì nè, cái bịch. Đây là chiếc gầu để mà tắt nước. Đâu
hai hôm đấy này. Đó. Cái cài cái cấu vỏ này. Còn đây là cái cấu